chúng ta đến với chức năng vát mép miệng lỗ trước khi tarot. Chức năng này được khuyến khích sử dụng vì khi vát mép miệng lỗ không chỉ mang lại ngoại quan cũng như tính thẩm mỹ tốt hơn cho lỗ gen, mà còn giúp cho mũi tarot dễ dàng định vị chính xác vào tâm lỗ khoan. Khoi sau khi tarot cũng dễ dàng thoát ra khỏi miệng lỗ hơn, giảm thiểu nguy cơ kẹt, gãy mũi tarot. Do céu do mar, lembro do beijo do teu olhar, tudo na Atlântica.